Breaking news in the world. Mến chào toàn thể quý vị. Ngày hôm nay Hải Yến TV chia sẻ đến quý vị với một cái bản tin: tỷ phú Elon Musk mua Twitter với giá 44 tỷ đô la. Và hội đồng quản trị Twitter hôm ngày 25 tháng 4 ngày hôm nay đã đồng ý bán nền tảng mạng xã hội 16 tuổi này cho tỷ phú Elon Musk với giá 44 tỷ đô la. Và thỏa thuận mua lại Twitter của Elon Musk được hội đồng quản trị công ty nhất trí thông qua và dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Với thỏa thuận này, Twitter cho biết các nhà đầu tư sẽ nhận được 54,20 đô la cho mỗi cổ phiếu. Mức giá này cao hơn 38% so với giá đóng cửa của cổ phiếu hôm ngày 1 tháng 4 vừa qua. Và ngày cuối cùng trước khi Elon Musk tiết lộ sở hữu cổ phần đáng kể trong Twitter gây ra một đợt tăng giá cổ phiếu. Thỏa thuận mua lại Twitter của Elon Musk bao gồm một điều khoản rằng tỷ phú phải trả cho công ty một khoản phí nếu ông rời đi hoặc thỏa thuận này đổ vỡ. Thỏa thuận này không bao gồm Roadshop Provision, nghĩa là Twitter không được phép thu hút đề nghị từ các nhà thầu tiềm năng khác. Sau tin tức này, cổ phiếu Twitter tăng 57% lên đến 51,70 đô la khi đóng cửa phiên giao dịch vào ngày 25 tháng 4. Brad Taylor, chủ tịch hội đồng quản trị Twitter cho biết, giao dịch được đề xuất sẽ mang lại một khoản phí bảo hiểm tiền mặt đáng kể và chúng tôi tin rằng đó là con đường tốt nhất cho các cổ đông của Twitter. Như vậy, Elon Musk đã chốt sổ Twitter 44 tỷ đô la và ông Elon Musk đã nói chuyện với toàn thể nhân viên Twitter. Nguyên văn như sau: tự do ngôn luận là nền tảng của một nền dân chủ đang hoạt động và Twitter là quảng trường thị trấn kỹ thuật số, nơi các vấn đề quan trọng đối với tương lai của nhân loại được tranh luận. Tôi cũng muốn làm cho Twitter tốt hơn bao giờ hết bằng cách nâng cao sản phẩm với các tính năng mới, làm cho các kỹ thuật toán trở thành mã nguồn mở để tăng độ tin cậy, đánh bại chương trình thư rác và xác thực tất cả mọi người. Twitter có tiềm năng to lớn. Tôi mong muốn được hợp tác với công ty và cộng đồng người dùng để mở khóa. Và Elon Musk là một trong người được theo dõi nhiều nhất ở Twitter với hơn 83 triệu người, bắt đầu tích lũy khoảng 9% cổ phần vào tháng 1 và tháng 3. Elon Musk lên tiếng chỉ trích Twitter, cáo buộc các thuật toán của công ty thiên vị và nguồn cấp dữ liệu lộn xộn với các bài đăng rác tự động. Tỷ phú cũng cho rằng sự tăng trưởng người dùng của Twitter đã bị thổi phồng sau khi từ chối lời mời tham gia hội đồng quản trị của công ty hôm ngày 14 tháng 4 vừa qua. Elon Musk đã đề nghị mua lại Twitter với mục đích biến nền tảng này thành một pháo đài của tự do ngôn luận. Sau khi ra đời năm 2006, Twitter đã vượt qua một loạt cuộc khủng hoảng bao gồm biến động quản lý dẫn đến việc người đồng sáng lập Jack Dorsey phải rời đi trong những ngày đầu của Twitter và sự trở lại của ông vào năm 2015. Sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào năm 2013, công ty đã cân nhắc việc bán lại vào năm 2016, thu hút sự quan tâm của các công ty Walt Disney và một số công ty khác. Người đồng sáng lập vào năm 2020 đã vướng vào một thỏa thuận với nhà đầu tư, khiến Twitter buộc phải đặt ra các mục tiêu tăng trưởng cụ thể và thêm trách nhiệm giải trình của hội đồng quản trị. Điều đó đóng vai trò là chất xúc tác cho sự ra cuối cùng của Dorsey năm ngoái. Và cựu giám đốc công nghệ Twitter đã lên nắm quyền lãnh đạo tháng 11 năm ngoái. Hôm 25 tháng 4, CEO của Twitter đã gửi email cho nhân viên Twitter thông báo cho họ về cuộc họp toàn công ty dự kiến diễn ra vào 14 giờ cùng ngày để nói về thỏa thuận bán công ty. Tôi biết đây là một thay đổi quan trọng và bạn có thể đang xem xét điều này có ý nghĩa như thế nào với bạn và tương lai của Twitter. Và đúng là quá nể Elon Musk, anh ta đã mua Twitter với đúng cái giá anh ta đã đưa ra là 44 tỷ đô. Và chúng ta tin là Elon Musk đã làm một việc đúng và tốt, bước kế tiếp thì hy vọng rằng anh ta mua luôn Facebook. Cuộc chiến giữa chính và tà đã qua một trang mới. Cái bay của đại bàng thì loài chim én và chim sẻ chắc chắn sẽ không hiểu nổi. Và tiếp theo đó, những nhóm người kiểm duyệt viên ở Twitter chỉ còn 6 tháng làm việc trước khi có thể bị sa thải. Sau đó đi xin việc làm mà khai làm nghề kiểm duyệt viên thì cơ hội được mướn chắc chắn sẽ giảm ngay 10-50%. Vì ai cũng biết chúng chuyên kiểm duyệt Cộng Hòa và bảo thủ. Và phải chăng đó là quả báo nhãn tiền? Như vậy rõ ràng đây là một tin vui và Elon Musk đã mua Twitter cho một thỏa thuận trị giá khoảng 44 tỷ đô la và đó là cái giá mà anh ta đã đưa ra. Và đây là tiềm năng mở rộng đế chế kinh doanh của một tỷ phú và đưa người đàn ông giàu có nhất thế giới trở thành một trong những mạng xã hội có ảnh hưởng nhất thế giới. Thỏa thuận này sẽ đưa công ty trở thành tư nhân.
mở ra một thời kỳ mới, trong đó giám đốc điều hành Tesla và SpaceX trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của Twitter, đã được đề nghị và từ chối một ghế trong hội đồng quản trị của mình và đấu thầu mua lại công ty, tất cả đều chưa đến một tháng. Phải nói rằng chúng ta quá nể tay tỷ phú Elon Musk này. Theo các điều khoản của thỏa thuận, các cổ đông sẽ nhận được $54.20 tiền mặt cho mỗi cổ phiếu Twitter mà họ sở hữu, khớp với lời đề nghị ban đầu của Elon Musk và đánh dấu mức cao hơn 38% so với cổ phiếu một ngày trước khi Elon Musk tiết lộ cổ phần của mình trong công ty. Trong một thông điệp nội bộ gửi tới các nhân viên mà CNN đã thu thập được, giám đốc điều hành Twitter đã cho biết ông sẽ tổ chức một cuộc họp toàn thể với Taylor vào chiều thứ Hai để trả lời các câu hỏi về thỏa thuận này. Tôi biết đây là một thay đổi quan trọng và bạn có thể đang xử lý điều này có ý nghĩa như thế nào đối với bạn và tương lai của Twitter. Về ý nghĩa của Elon Musk đối với Twitter, Elon Musk vừa là một người dùng Twitter nổi tiếng, vừa là một người gây tranh cãi. Anh ấy có hơn 83 triệu lượt người theo dõi trên nền tảng mà anh ấy sử dụng trong nhiều năm cho mọi thứ, từ chia sẻ và thảo luận về công ty của mình cho đến xúc phạm các chính trị gia, lan truyền những tuyên bố về COVID-19 và đưa ra những nhận xét về những cộng đồng người chuyển giới. Những ngày gần đây, Elon Musk đã nhiều lần nhấn mạnh rằng mục tiêu của ông là tăng cường tự do ngôn luận trên nền tảng và làm việc để mở khóa tiềm năng phi thường của Twitter. Về tỷ phú Elon Musk, chắc chắn chúng ta cũng đã có nhiều thông tin và chúng ta đã biết về anh ta rồi. Và đằng sau những đứa con thành công là một bà mẹ tuyệt vời và tỷ phú Elon Musk cũng vậy. Sau đây chia sẻ đến quý vị về cuộc đời thân mẫu của tỷ phú Elon Musk. Và người phụ nữ trong ảnh là mẹ của tỷ phú Elon Musk. Bà là người mẫu cao tuổi nhất thế giới, 72 tuổi, Maya Musk. Cho tới nay, bà vẫn sáng giá với các show trình diễn và chụp ảnh. Bà mẹ đơn thân này có 3 người con, ngoài tỷ phú Elon Musk còn có đạo diễn Thora Musk và chủ nhà hàng Kimbo Musk, tất cả đều rất thành công. Bà Maya Musk sinh năm 1948, người Canada di cư sang Nam Phi cùng cha mẹ bằng máy bay cá nhân. Theo tờ New York Times chia sẻ, năm 1952, khi mới 4 tuổi, bà đã cùng cha mẹ bay 22.000 dặm vòng quanh thế giới. Lớn lên, Maya và gia đình đã lang thang trên sa mạc Kalahari để tìm thành phố đã mất. Cũng chính nhờ bậc cha mẹ thích phiêu lưu mạo hiểm, cho nên bà rất tự tin theo đuổi sự nghiệp thời trang. 15 tuổi, bà trở thành người mẫu, thi Hoa hậu Nam Phi và lọt vào chung kết. 21 tuổi, bà rơi vào tiếng sét ái tình với một kỹ sư và bà đã từ bỏ tất cả vì ông. Trong 10 năm, bà sinh ra 3 người con, nhưng hôn nhân tan vỡ khi bà mới 31 tuổi. Bà trắng tay dù gia đình chồng rất giàu có. Từ giã Nam Phi, bà một thân một mình đưa 3 con về Toronto ở Canada. Đây cũng chính là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của bà. Đã có khi bà phải làm cùng lúc 5 việc để nuôi dạy các con, làm ở tiệm tạp hóa, giặt ủi, nhân viên nghiên cứu, dạy học tại trường dinh dưỡng rồi làm người mẫu. Và bà đã hóm hỉnh. Sau khi ly hôn, tôi phải vật lộn để nuôi 3 đứa trẻ, nghèo đói khiến bà chăm chỉ. Năm 41 tuổi, nghề người mẫu không còn hot nữa, bà lại vất vả kiếm tiền thuê nhà và đóng học phí cho con bằng nhiều cách khác nhau, thậm chí chẳng mua nổi thịt cho con ăn. Chủ một lò mổ đã thương cảm, cung cấp cho gia đình bà một khoanh thịt to mỗi tháng. Bà Mayer cắt khoanh thịt đó thành 4 miếng để con ăn trong 4 tuần. Lớn lên một chút, các con bà cũng bắt đầu làm việc để hỗ trợ gia đình. Tosca làm ở cửa hàng tạp hóa cao cấp, còn Ellen làm một công việc tại Microsoft. Dù khó khăn, bà vẫn kiên nhẫn dạy con nên người. Cùng lúc, bà theo học ngành dinh dưỡng tại đại học ở Nam Phi và được trao 2 bằng thạc sĩ, một từ đại học Oregon State, Nam Phi và một của đại học Toronto, Canada. Kết quả từ sự nỗ lực không ngừng của bà, 3 con bà rất thành đạt, trong đó có tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới. Và dù ở tuổi 72, bà vẫn tiếp tục làm người mẫu vì thích và muốn được trẻ mãi. Tinh thần đó không chỉ làm nên cuộc đời Mayer mà còn trở thành ánh sáng cho 3 người con của bà. Và bà đã chia sẻ, hãy để chúng đủ can đảm khám phá cuộc sống của chúng. Bà cho rằng cách giáo dục hữu ích nhất cho trẻ là để chúng thấy bố mẹ đang nỗ lực trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Đó là cách tốt nhất để giáo dục con cái. Và bà thật là một người mẹ xứng đáng của những đứa con, xứng đáng. Nhiều người đặt câu hỏi bí quyết của người mẹ này là gì? Elon Musk đã từng nói, mẹ luôn cho anh em chúng tôi sự tự do và tin tưởng. Dù gia đình khó khăn tới mức không đủ tiền mua thịt, nhưng bà luôn đảm bảo cho con cái học hành tử tế. Mẹ không bao giờ phàn nàn và luôn mỉm cười trước mọi nghịch cảnh. Thái độ sống của bà chính là cái quý của cải quý nhất mà ban cho anh em chúng tôi. Tin tưởng vào các con và hỗ trợ sự phát triển tự do của trẻ.
Gần đây trong một lần trả lời phỏng vấn, Mayor Musk tiết lộ bà không bao giờ kiểm tra bài tập về nhà cũng như cằn nhằn con cái mình hay để trẻ lựa chọn lĩnh vực mà chúng muốn học và chịu trách nhiệm về kết quả đã lựa chọn. Khi Elon Musk 12 tuổi, anh rất thích máy tính. Dù gia đình không dư giả, nhưng người mẹ đã tìm đủ cách mua được chiếc máy tính cho con. Elon Musk bắt đầu tự học lập trình và thiết kế một trò chơi. Người mẹ khuyến khích con trai gửi trò chơi này cho một tạp chí máy tính toàn cầu và nhận được phần thưởng $500. Khi trưởng thành, Elon Musk bỏ đại học Stanford, từ bỏ bằng tiến sĩ và đến thung lũng Silicon để thành lập công ty. Người mẹ Mayer không những không trách móc mà luôn tin tưởng khả năng sáng tạo của con trai mình. Bà đã dùng số tiền tiết kiệm $10,000 để hỗ trợ việc kinh doanh của con. Mỗi khi Elon Musk thay đổi công việc, anh ở lại trong một lĩnh vực hoàn toàn mới và không ít lần đối mặt với phá sản. Nhưng Mayer không bao giờ trách móc mà ủng hộ mọi quyết định của Elon Musk. Người mẹ của Elon Musk đã từng nói, một đứa trẻ lớn lên trong tự do và được khẳng định bản thân nó đã rất tự tin, sinh lực bên trong đứa trẻ đã được kích thích khiến chúng có sức mạnh kiểm soát bản thân. Nói cách khác, mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập có sức sống. Cha mẹ thông minh sẽ tạo cho con động lực từ bên ngoài, kích thích sự sáng tạo từ bên trong để khơi gợi sự tự chủ của chúng. Đàn áp và kiểm soát là hành động không khôn ngoan. Điều kiện tiên quyết để trẻ dũng cảm theo đuổi ước mơ chính là sự tin tưởng và khẳng định của cha mẹ. Và người mẹ ba con đã từng nói, thay vì đổ lỗi cho người khác, hãy cùng trẻ nhìn nhận mọi vấn đề để có thái độ sống lạc quan. Và người mẹ của Elon Musk từng làm 5 công việc một ngày để nuôi đủ 3 con. Những ngày tháng khó khăn một mình nuôi 3 con, bà chưa bao giờ than thở về sự bất công bản thân đã nếm trải. Người phụ nữ này luôn luôn đối mặt với những khó khăn với một thái độ tích cực và đầy nhiệt huyết. Để đủ tiền nuôi 3 người con, Mayer Musk, người mẹ của Elon Musk, đã làm 5 công việc một ngày. Bà cũng dành thời gian nghiên cứu về dinh dưỡng và lấy 2 bằng thạc sĩ. Bên cạnh công việc đào tạo người mẫu, bà tiếp tục giảng dạy về dinh dưỡng và đóng góp nghiên cứu cho Đại học Toronto nhằm giúp các con có cơ hội đi học miễn phí. Bà Mayer Musk đã nói, tôi thức dậy mỗi sáng và đều cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi luôn nghĩ rằng điều tốt đẹp nào đó sẽ xảy ra, bởi vậy mọi phiền muộn trôi qua rất nhẹ nhàng. Bà mẹ này cho rằng, thái độ sống của người mẹ chính là tấm gương phản chiếu đến khả năng nhận biết và tiếp thu của trẻ. Nếu gương mặt người mẹ luôn có sự u sầu, thất vọng mỗi ngày, con cái sẽ luôn thận trọng và sống trong run sợ. Mỗi ngày bạn sống vui vẻ và bình tĩnh, đứa trẻ sẽ có được một cuộc sống lạc quan và luôn tự tin để thể hiện bản thân. Và cuộc sống riêng của bà Mayer Musk chứa đầy những huyền thoại, những chuyến phiêu lưu và những điều tuyệt vời. Bà xuất hiện trên sân khấu với tư cách người mẫu khi mới 15 tuổi và từng lọt vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Nam Phi năm 1969. Sau 60 tuổi, bà đã 4 lần xuất hiện trên màn hình lớn của quảng trường thời đại với vai trò người mẫu. Khi bước sang tuổi 69, Mayer Musk trở thành gương mặt đại diện lớp tuổi đầu tiên cho thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu nước Mỹ, CoverGirl. Vẻ đẹp của bà từng tỏa sáng trong nhiều chiến dịch quảng bá của hãng hàng không Virgin America, trên trang tạp chí thời gian danh tiếng hay thậm chí cả video ca nhạc của Beyoncé. Tuổi tác đã không làm giảm đi năng lực và thần thái của nữ người mẫu lớn tuổi. Bằng cách nào đó, giới mộ điệu ngày càng thấy sự nghiệp của bà đi lên cùng nhan sắc. Dẫu cho tuổi già vẫn song hành bên cạnh Mayer ở tuổi 73, đã trở thành một người nổi tiếng trên toàn thế giới, xuất bản tiểu sử cá nhân Life by Me, như bà tự nói, 70 tuổi là đỉnh cao của tôi và sự nghiệp của tôi chỉ mới bắt đầu. Người phụ nữ này luôn thử thách những điều mới mẻ và không bao giờ bị tuổi tác cản trở. Chính tinh thần đó không chỉ làm nên cuộc đời Mayer mà còn trở thành ánh sáng của 3 người con. Hãy để trẻ đủ can đảm khám phá cuộc sống của chúng. Người phụ nữ này cũng cho rằng cách giáo dục hữu ích nhất cho trẻ là để chúng thấy rằng bố mẹ đang nỗ lực để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Đó là cách tốt nhất để giáo dục con cái. Và người phụ nữ 73 tuổi đã khẳng định. Cảm ơn quý vị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video sau.